Chiều ngày 22 tháng 3, báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình tiếp sức biên cương 2024 tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Điểm đến đầu tiên của chương trình là trường tiểu học Trà Sim. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến 130 phần quà gồm bánh kẹo, sữa gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các em không giấu được vui mừng khi nhận quà. Đoàn cũng đến thăm chùa Sầu Vây và trao tặng 160 phần quà, trong đó có 100 phần trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và 60 phần trao cho bà con ở xã Cô Kỳ Sơm, huyện Xoài Tiệp, tỉnh Sờ Vây Riêng của Campuchia. À, mình mừng quá, mình tới sớm, mình đi sớm, mừng lắm. Vì họ già không ăn gì hết, được quà mừng cũng chết luôn. Gia đình liệt sĩ, hai chồng già không à, có hai đứa con đi bằng xa, không có làm gì hết. Ở một mình người neo đơn, 70 mấy tuổi nè, không có mang gì nấu hết, này 73 tuổi rồi. Vui chứ có cho được cái này kia đỡ, còn không có, mình đâu có mặn gì đâu, có tiền. 73 tuổi rồi, mình cảm thấy mình phấn khởi hơn là vì mình có những cái thức ăn trong ngày. Còn không có là mình đâu có đâu, có ai đâu cho. Mỗi phần quà được trao gửi gồm quà và tiền mặt, chứa đựng nhiều tình cảm mà báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm. Bà con ai nấy cũng tranh thủ có mặt sớm làm thủ tục để nhận quà và bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ,